Chào các bác nhá. Cái này có nỗi đau của người nông dân này, có đau không các bác ơi? Rồi, sáng mai đi kiểm tra chim này. Chuột cắn đấy, tác hại của chuột đấy các bác ơi. Rồi. Rồi. Cắn một cái chân rơi đây, máu mè be bét. Con chim rõ đẹp này các bác ơi. Con chim đẹp như thế này mà nó cắn mất phí không? Chim ta đấy, nó ăn nguyên rất là khôn, nó ăn nguyên nội tạng này. Ăn một tí nội tạng, gan mề, nó mòi tí ra chân cắn bọc cánh bỏ đấy. Hai con chim đẹp như thế này, đây còn một con, một đôi mẹ đang nuôi tốt thế này mà nó cắn mất à, tí không đấy. Đôi chim con đẹp này mà con no đẹp thế này mà nó cắn mất một con, nỗi đau của người nông dân. Em đợt này em bận nhiều việc quá, em không dùng cái bả sinh học các bác, em dùng cái bả sinh học bằng lúa thì chết hết ngay. Được rồi, sau ngày hôm nay sẽ cho cả hang cả ổ để chúng mày chết hết. Chuồng em rất kín các bác nhé, chuồng như này nó chỉ con chuột bằng như thế này, chỉ con chuột độ bằng nửa cổ tay nó lách vào thôi các bác. Đấy, nó lách vào nó cắn thôi. Đấy, tác hại của chuột đấy. Em nhiều việc quá cứ rốn này rốn mai để đánh bả sinh học, ai thấy nó nhiều chuột, một thời gian đánh nó hết rồi, bây giờ nó lại có trở lại. Đôi chim đẹp như thế này mà. Mẹ ăn một con, hai cái con mà nó cắn một con này, cái giống chuột nó khôn lắm thôi, nó chỉ cắn một là nó ăn cắn đầu, hai là nó ăn cái xong rồi nó cắn ở cái kẹm bẹn chân này. Kẹm bẹn này, xong nó ăn nội tạng đấy, đây nó cắn kẹm bẹn này, nó cắn tí cánh nó lôi đây này, nó kẹp vào lôi đây này. Hai là nó ăn cái đầu thôi, chứ còn nó cũng không cắn cái gì cả. Nó không ăn hết con chim đâu, nó chỉ cắn đầu hoặc là chân, hoặc là nó moi nội tạng ra thôi, vì là nó no, nó có lúa no. Rồi sau vụ này em sẽ xử lý bọn này, em có thuốc sinh học dùng bằng tẩm bằng lúa, chim và gà không ăn, không vào được, ăn vào không được gì, chỉ có món chuột mới chết thôi. Và kể cả như là chó mèo, sau khi chuột ăn cái bả này vào xong thì chó mèo ăn cái con chuột đấy không chết nha các bác nhé. Bả sinh học nó nằm vào ăn xong nằm tầm 3-4 ngày nó uống nước no, nó đầy hơi nó mới chết, chứ nó không chết ngay đâu. Nó không như anh bả tàu, anh bả tàu thì ăn cái có thể là có cái loại bả ăn cái chỉ ăn cái độ 5-10 phút cái chết ngay. Nhưng riêng cái bả sinh học của em này thì em đã tìm hiểu và em mua này, thì cái loại này thì nó phải 3-4 ngày xong nó uống nước, tìm ra ánh sáng uống nước, tìm vào những cái chỗ có nước uống nước xong nó mới chết. Đấy, đây là một cái tác hại nha, lâu lắm mới lại bị đấy các bác. Nó vẫn có chuột ăn thóc nhưng mà nó sẽ không cắn chim. Hôm nay lại phát hiện ra này, như thế này để nó cắn nó sẽ quen nhé. Có thể có ngày con loại này, con này nếu có thể đêm nay nếu mà chưa ấy nó vẫn thể cắn tiếp này luôn, nó quen hơi mà giống chuột nó cắn quay có thể nó gọi đàn đến ấy. Đó. Chăn nuôi nó rất phải lưu tâm đến với để chuột là vì thế các bạn. Này, em thì em trị được ngay thì em không sợ, bởi vì em chăn nuôi nhiều lâu năm rồi thì chuột này thì em không sợ, em trị được ngay. Chứ còn để bảo chăn nuôi không có chuột thì không tránh được nhé, chăn nuôi là phải có chuột, nhưng mình trị cách nào thôi. Rồi. Rất là phí, có đôi chim non bố nuôi đang nuôi thế này mà cắn trên nó còn tiêu không ạ. Rồi. Hôm nay sẽ xử lý nó bằng thuốc sinh học của em nhé các bác nhé.